Tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập cái phiếu chi tiền mặt như sau. Chúng ta có thể vào phiếu chi tiền mặt ngay trên màn hình desktop, hoặc chúng ta có thể vào ở đây. Các bạn nhìn thấy nghiệp vụ trên này, chúng ta chọn phiếu chi. Thì ở đây có khá nhiều các cái phiếu chi rồi. Chúng ta sẽ lập mới một cái phiếu chi bằng cách kích chuột phải ở giữa màn hình hoặc ấn Ctrl N. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là màn hình phiếu chi sẽ hiện lên cho các bạn. Ở đây chúng ta lưu ý này, trong trường hợp phiếu chi thì nó có khá nhiều các cái nghiệp vụ khác nhau liên quan đến cái chi, các cái khoản thanh toán nó khá nhiều so với cái phiếu thu. Phiếu thu thì nó ít nghiệp vụ hơn. Ở đây ví dụ chúng ta chi cho một cái trường hợp là chi tiền tiếp khách cho thủ trưởng đơn vị tiếp khách chẳng hạn. Đấy, thế thì ở đây chúng ta đánh các cái thông tin còn lại, người nhận tiền là ai, đấy, ngày, chứng từ, diễn giải. Ở đây chúng ta đánh ví dụ 6422 là chi phí quản lý. Nếu như các bạn theo dõi cái tài khoản 642 theo cái khoản mục phí mà như chúng ta đã làm, là ví dụ như ở trong này, thì các bạn có thể thêm ở đây. Các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể khai báo thêm ở đây các cái thông tin của chúng ta. Trong trường hợp như thiếu đối tượng chúng ta khai báo thêm, thiếu nhân viên chúng ta khai báo thêm, rồi là mã thống kê tài khoản ngân hàng, rồi đối tượng đảm bảo chi phí. Ở đây ví dụ như cái khoản này chúng ta chưa có cái nội dung là ở đây, chúng ta vào chỗ khoản mục phí để bổ sung thêm. Sau đây các bạn chọn ở đây thì các bạn sẽ có được cái báo cáo tài khoản mục phí ở trong cái hệ thống báo cáo của phần mềm. Trong cái đối tượng tập hợp chi phí thì nó sẽ dùng cho những cái trường hợp là các cái khoản mục chi phí và liên quan đến công trình và sản xuất. Đồng thời là cái đối tượng tập hợp chi phí này nó sẽ là cái chứng từ phiếu chi dành cho những cái doanh nghiệp thi công công trình mà hạch toán trực tiếp vào đây là tài khoản 154, thì các bạn sẽ có cái trường hợp là như thế. Ở đây chúng ta lưu ý là ví dụ ở đây chúng ta có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là tiếp khách, nội dung thứ hai là phòng nghỉ. Phòng nghỉ chẳng hạn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là ví dụ 1 triệu rưỡi chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ có tiếp cái khai thuế các bạn nhé. Cái thuế này để các bạn có thể làm ở đầu tiên là cái chứng từ đầu tiên nó là 2 triệu nhé các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn loại hóa đơn này, chúng ta kê đầy đủ tất cả các thông tin này thì phần mềm sẽ lên hết số liệu cho các bạn, không kê thiếu. Sau đây các bạn cứ ấn tab tiếp thì nó sẽ chuyển xuống ở đây. Ví dụ ở đây là tiền phòng nghỉ. Nghỉ thì các bạn chọn đây ví dụ 10%. Các bạn nó lấy ra cho các bạn 1 triệu rưỡi chẳng hạn. Có những trường hợp mà cái giá trị tiền thuế này nó không đúng với theo cái yêu cầu của các bạn ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ đánh lại tiền thuế. Ví dụ như ở đây là 149.000 99 chẳng hạn. Đấy, nó là trường đấy tiền chẳng hạn, thì các bạn đánh lại như thế. Sau khi các bạn lập xong thì chúng ta sẽ thêm mới một cái chứng từ theo cái kiểu khác. Ví dụ như trong các cái trường hợp chi tiền gửi vào ngân hàng, chi tiền đưa tiền vào nộp vào tài khoản ngân hàng, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải chọn thêm cái nữa là khi chúng ta hạch toán đến 112 thì chúng ta sẽ chọn thêm là chúng ta nộp vào tài khoản nào, ở ngân hàng nào. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ như thế này. Vậy cái lúc mà hạch toán đến tài khoản 112 này này, các bạn bắt buộc phải chọn ngân hàng phía trên, nếu không phần mềm nó sẽ không cho các bạn ghi nhé. Một cái nữa mà tôi lưu ý đây cho các bạn là khi làm cái nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng thì các bạn không làm ở bên giấy báo của ngân hàng nữa, mà các bạn lấy chứng từ gốc của ngân hàng để làm chứng từ gốc của cái phiếu chi này và kẹp chung với cái phiếu chi chúng ta in ra. Sau khi chúng ta lập xong thì chúng ta chọn lưu lại và chúng ta có thể chọn in ở đây. Những cái mẫu ở đây các bạn, nếu các bạn mà nhìn thấy nó nhiều quá, các bạn có thể chọn ẩn bên này. Ví dụ ở đây các bạn có thể bỏ cái này. Đấy, ví dụ thế. Thì nó sẽ ẩn bên này. Các bạn nhìn thấy nó sẽ ẩn bên này. Thì chúng ta chọn thực hiện thì nó sẽ lên màn hình thôi.